Trong cuộc bầu cử này, huyện Xuyên Mộc có 119.221 cử tri bỏ phiếu tại 99 điểm chính thức tại 13 xã thị trấn. Ghi nhận tại các điểm bầu cử khác ở huyện Xuyên Mộc, dù thời tiết sáng nay không thuận lợi nhưng có rất nhiều cử tri, trong đó có nhiều gia đình cùng nhau đi bầu. Điều này cho thấy người dân ngày càng nhận thức được quyền và nghĩa vụ công dân với quê hương đất nước. Lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân trong cái ngày lễ hội, ngày lễ toàn dân như thế này, em hy vọng và thông qua những lá phiếu em hy vọng bầu cử những đại biểu ưu tú nhất và đầy đủ năng lực và trí tuệ và tâm huyết của mình cho giúp đỡ cho đời sống nhân dân và góp phần xây dựng đất nước thêm tốt đẹp và giàu mạnh hơn. Lần này tôi đi bầu cử thật là hãnh diện cho gia đình tôi. Tôi cố gắng chọn những người có tài có đức để lãnh đạo và giúp đỡ cho nhân dân. Tại những nơi có người già, ốm đau, không đi lại được hay một số người đang thực hiện cách ly, các tổ kiểm phiếu đã đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi để họ được bỏ phiếu đúng quy định và tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.